Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một clip về cái dòng CP 2024 với một cái màu mới hoàn toàn. Thì ở dòng Seawood FE 2024 mới cải tiến về thiết kế, tùy chỉnh động cơ, cải thiện những cái tính năng các bạn. Thì bán ra là cũng 3 phiên bản tại Việt Nam. Thì dòng Yamaha Seawood FE 2024 được phân phối chính hãng là 3 phiên bản luôn nha các bạn. Mẫu xe Seawood FE mới thiết kế lại bổ sung những tính năng mới các bạn. Thì mẫu xe mới của Seawood FE với kiểu dáng thể thao hơn, gọn gàng và thanh lịch hơn, thì lược bỏ những cái chi tiết gầm gà, thì yếm xe được thiết kế tăng cái không gian để chân, yên xe được vuốt nhọn một cái phần mỏng để điều chỉnh cho người lái các bạn lên xuống chống chân thoải mái hơn. Thì thay đổi lớn nhất là nằm ở cái đèn pha trước các bạn, được đặt hai cái đèn định vị hai bên gom lại với một cái cụm đèn pha để dễ dàng nhận diện ở phiên bản Seawood FE 2024 hơn các bạn. Thì động cơ Seawood FE 2024 mới tùy chỉnh là hệ thống bơm xăng bích tông nhiệt đúc bằng hợp kim với cái trọng lượng nhẹ các bạn, được áp dụng là cò mổ con lăn để làm giảm ma sát cho cái phần đầu bò các bạn, xi lanh kiểu ống gai làm tăng cái hiệu sức và giảm cái tiếng ồn ở cái phần bô. Thì của dòng Seawood FE 2024 thì cái phần bô thì các bạn nó cực kỳ là giảm cái tiếng ồn. Thì Seawood FE mới trang bị là động cơ 115 phân khối, một xi lanh làm mát bằng không khí các bạn, với một cái hệ thống phun xăng điện tử công suất đạt đến là 8,5 mã lực tại 7.000 vòng trên phút các bạn, với một cái moment xoắn cực đại lên đến là 9.5 Newton tại 5.500 vòng trên phút, với một cái hộp số là 4 cấp tùy chỉnh các bạn. Ngoài về cái thiết kế động cơ tùy chỉnh thì Seawood FE mới còn bổ sung những cái tính năng như đèn pha trước các bạn luôn sáng và ổn định hơn nhờ cái hệ thống phát điện hai chiều thay cho loại một chiều ở thế hệ cũ. Thì ở dòng Seawood FE mới thì cũng sử dụng là cái khung sườn Audubon các bạn, với một cái trọng lượng nhẹ để tăng cái độ cân bằng hơn khi các bạn điều khiển nha, với một cái hộp chứa đồ rộng rãi, với một khả năng các bạn có thể để được một cái mũ bảo hiểm nửa đầu và những cái vật dụng khác như áo mưa hoặc những vật dụng mình sử dụng các bạn. Với một cái tính năng nữa là ở dòng Seawood FE vẫn sử dụng là phá dẹp mở yên trước luôn nha các bạn, 4-1 là phá cổ nè, mở phá nè, phá từ và mở yên đó. Ở dòng Seawood FE 2024 được thiết kế những cái màu sơn mới nhất hiện nay. Thì ở dòng Seawood FE 2024 thì nó cũng có 3 phiên bản, mỗi phiên bản nó cũng có 4 màu các bạn. Những cái màu mới nhất hiện nay và được phối những cái màu tem hầu như là được mới lạ để thay đổi về cái ngoại hình cho thích hợp với xu hướng 2024. Nhiều bạn trẻ hiện nay thích những cái mẫu màu cũng như những cái thiết kế mới để làm cho nó tăng cái vẻ đẹp cho cái xe của mình thì sử dụng nha các bạn. Thì mình đang quay cho các bạn đó là hai màu, một cái màu xám và một cái màu đỏ của phiên bản bánh căm phanh đĩa các bạn. Thì ở dòng Seawood FE thì mình thích nhất về cái mới nhất về cái kiểu dáng các bạn, được thiết kế một cách hoàn toàn mới để thích hợp với xu hướng hiện nay cho các bạn sử dụng xe, những cái tiện nghi cũng như những cái tính năng để cho các bạn sử dụng xe tốt nhất. Hai cái mẫu xe với hai cái màu, mỗi màu thì nó có một cái nét đẹp riêng nha các bạn. Ở cái màu xám thì nó có một cái sự đơn giản và nhưng nó mang lại một cái sắc màu, nó cũng như một cái sự trầm lặng ở cái phiên bản màu xám. Còn màu đỏ thì nó có sự tươi tắn ở cái phiên bản màu các bạn. Cho nên nếu mà bạn nào thích mẫu màu nào thì mình cứ chọn cái mẫu màu đấy. Mỗi người thì nó có một cái nét đẹp riêng, một cái sở thích riêng ở cái bản màu. Nếu mình thích ở màu nào thì mình mới nhìn được cái vẻ màu đó nó đẹp các bạn. Thì ở dòng Seawood FE thì tất cả các mẫu xe các bạn đều giống nhau hết nha, chỉ có khác về cái màu sơn thôi. Cho nên các bạn khỏi cần lựa chọn về cái động cơ hoặc cái những cái tính năng, đều giống nhau hết, chỉ có khác về màu sơn thôi. Cho nên mình thích màu nào thì mình cứ chọn màu nấy thôi. Thì ở dòng Seawood FE 2024 thì mình cũng thích nhất về cái sự bố trí như là đèn pha, xi nhan thì cũng được làm những cái hiệu ứng mới để cho các bạn
Khi mà phát cái tín hiệu, người ta dễ dàng nhận diện được cái tín hiệu đèn của mình. Thì ở mẫu Seawood thì các bạn có thấy một cái sự bố trí như phần yên, thì với một cái phần yên thì được giúp mỏng cho các bạn lên xuống, đôi khi các bạn ngồi nó có một cái sự thoải mái, cũng như một cái sự yên tâm khi các bạn sử dụng xe nhé. Thì ở phiên bản 2024, tem thì cũng được phối mới các bạn, mới hoàn toàn luôn, được áp dụng một cái mẫu tem mới để cho nó tạo nên một cái sự khác lạ ở cái năm, cũng như một cái phiên bản, một cái đột phá mới của Yamaha. Tem thì ở phần ốp sườn sau cũng được phối một cái dòng chữ Seawood lớn để cho người ta dễ dàng nhận diện được cái phiên bản Seawood FE các bạn. Thì ở cái phiên bản bánh căm thì nó có cái sự sáng ở dàn chân cũng như cái sự nhẹ nhàng ở cái phiên bản, cho nên bạn nào mà yêu quý ở cái sự nhẹ nhàng thì các bạn có thể chọn ở phiên bản bánh căm, còn bạn nào mà yêu quý một cái sự cân bằng cũng như sự đầm thì các bạn có thể chọn phiên bản bánh mâm. Bánh mâm thì nó nặng hơn các bạn, còn một phiên bản nữa là phiên bản phanh cơ. Các bạn nào mà không thích ở cái thắng đề trước thì các bạn có thể chọn mẫu phiên bản phanh cơ, thì tùy các bạn sử dụng để các bạn có thể chọn được một cái mẫu xe và cái cách sử dụng đúng của mình để các bạn sử dụng xe một cách tốt nhất. Thì ở phiên bản màu đỏ thì cũng được phối giữa một cái màu đỏ với một cái màu xám để nó tạo một cái sự mới lạ cũng như cái sự khác lạ ở cái tông màu. Tại vì mỗi phiên bản thì nó có được phối những cái màu riêng với những cái điểm nhấn là cái màu khác, cho nó không có bị cùng màu quá các bạn, để nó có một cái vẻ đẹp tốt lên. Thì ở dòng Seawood FE vẫn sử dụng là hộp số 4 cấp nha các bạn, với một cái sự một cái động cơ thon gọn nhưng mà nó mang lại cái sự mạnh mẽ ở cái dòng Seawood FE 115. Thì ở cái phiên bản Seawood FE thì ở đa số dàn chân thì cũng được phối một cái màu xám, cho nên nó liền lạc giữa cái phần dàn chân với cái hai cái yếm trong, các bạn thấy một sự bố trí thon gọn, cũng như hầu như các phiên bản 2024 mới hiện nay thì cũng được phối dàn chân là ốc màu trắng hết các bạn, cho nó tót lên một cái sự sáng cũng như một cái sự sang trọng ở cái phiên bản Seawood. Thì ở dòng Seawood 2024 vẫn sử dụng phuộc sao là phuộc lò xo các bạn, sử dụng phuộc lò xo vẫn như giống tất cả các phiên bản trước, chỉ có thay đổi về cái vẻ bề ngoài cũng như những cái màu sơn mới thôi, còn tất cả về động cơ cũng như dàn chân thì mình thấy hầu như là giống các phiên bản trước nha các bạn. Thì mỗi phiên bản thì nó có một cái nét đẹp riêng. Thì ở cái màu đỏ các bạn thấy được phối giữa cái màu đỏ với một cái màu xám để nó tạo một cái sự mới lạ của phiên bản. Còn ở cái phiên bản màu xám thì cũng được phối giữa cái màu xám bóng và một cái màu xám nhám để nó tạo nên một cái vẻ đẹp mới hoàn toàn của năm 2024. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nhớ đón xem clip tiếp theo. Xin chào.